Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khảo một lần nữa nè mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với Khải tiếp tục với bát lệnh bài bát 89 nha mọi người. Và sau khi kết thúc bát 88 thì anh em cũng đã thấy thì khá là ok, cũng không có lỗi gì lắm à, nên là cũng có cái động lực cũng như là thu gom bát đánh tiếp cho anh em xem. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục với 30 lệnh bài bát tiếp theo trong bát 89 nha anh em ơi. Và anh em đang theo dõi đừng quên ủng hộ mạnh ở video những video xem bát này của Khải á. 200 like để có động lực để ra những video nhiều video anh em xem hơn nha. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta cùng thả bot đánh cho anh em xem nha. Ok, let's go. Đang khai thả hai con nè. Rồi. Bây giờ vô lấy game mười mấy nữa vui rồi. Ok, đầu tiên chúng ta có con hổ và con thổ nha nè. Hổ và thổ. Khải thì hiện tại bây giờ đang có cho mình xếp may mắn 28 nha nè. Ở bát 88 thì Khải đã xếp được cho mình cái may mắn 4 từ gia truyền nè. Khá là hợp lý luôn. Và kèm với 3 là hiện tại xếp may mắn này đang có cho mình đó là 13% nha nè mọi người. 13% xanh. Và kèm với cái này 5 là 18. Kèm với cái này 10 nữa là 28% may mắn nha nè. Hiện tại xếp này có thể nói là xếp normal đó nè mọi người. 28 xếp may mắn nha nè mọi người. 28 may mắn. Đó, ok. Nhật đô. Và kèm với thiên sơn và cũng như là mấy cái kia hỗ trợ may mắn như nè. Vui. Ồ con này năm độc nhận mấy cái. Ok không sao. Vui nè mày. Đó. Làm 120. Đó. Đó. Ồ sinh lực cao làm phôi. Sinh lực cao 149 làm phôi như nè. Ui ngọc bộ 540. Mạnh ơi. Mạnh ơi sinh lực 137. Trời ơi. Ham về. Rồi ngọc bội về bờ em à. Ngọc bội về bờ em ơi. Mới vô có ngọc bội về bờ. Có còn 4 kiều nữa em à. Trời ơi quá đẹp luôn. Sinh lực lực sinh lực 137 em ơi. Quá chất lượng luôn. Rồi về bờ một món rồi. Tiếp tục em ơi. Ui nè mày. Được cái mới vô phát một được ngọc bội luôn có tiền nè mày. Thằng độc nè mày. Quá đẹp chuẩn nấm hành luôn nè mày. 80 trọng luôn nè mày. Ui. Quá ngon. Rồi. Bẻ rồi. Đó. 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 Rá luôn. Rồi, tiếp tục nè mà. Rá luôn. Thổ thì mấy cái đồ này thì vứt nè mà. Có cái nó. Thổ cái nón này chắc vứt rác luôn rồi. Nón nữ thổ. Được cái ngọc bội có 5 kiềm nữa nè mày. Bèo lắm 5 kiềm bay hàng điện luôn nè. Mớ nè. Thổ. Ôi mộng như thủy. Như thủy. Ui. Bay nè. Đọc đôi duyên không nè. Vui năm độc. Rắc. Rắc. Rắc luôn. Đợi nè mày. Ừ, mới vô rồi ngọc bội thấy về ok mà. Mình đang cần cái bao tay làm chậm của nam mà không ra đâu mày. Ấn một mà không ra. Vui ha.
mọc thủy. Úi xồi đổ ra. Nhạc. Cho ba con nhạc luôn đúng không? Nhiều lắm đúng không? Trăng mưa nhạc luôn nha. Quá trời đổ luôn. Quá cái truyền thủy nữa đây. Rồi khô nha nè. Rắc nha. Trời ơi, không có gì hết phụ hồi. Rắc nha. Đám hỏ, không có chó. Không đôi. Rắc nha. Rắc luôn. Đám hỏ cho một. Rắc, sinh khí 20 vái đạn. Sinh khí 20. Kháng hỏ 23 phôi. Trời, mới bắn một vái đã. Mới bắn một đây mà. Phôi nè mày. Phôi nè. Này phôi luôn. Kháng hỏ 1 số 20. Bắn một vái đã. Rồi, chuyển qua ai khác phối cho anh em xem. Và ngày 10 có gì đây? Ngày 10 có gì đây? Rác luôn. Ồ, ngày 10 không có phụ á. Có cả gì mua nó cái phụ á. Qua năm độc nha nè mày. Thủy này rất quá trời độ luôn mày, năm độc. Mọc nè. Vậy thủy, úi trời ơi, chó có 30. Cánh lôi 30, ok, có tiền. Đó. Chuyện cánh lôi 30 đánh được 3 kim nè mày. Về bờ. Cánh lôi 30, ngon. Thôi. Bánh này bắt 89 nha mọi người. Bánh này bắt 89 rồi nha mọi người. Anh em đang theo dõi đừng quên ủng hộ Khải like, chia sẻ ủng hộ cho nó. Đây chăm sóc mọi người. Đây chuẩn bị mọi người. Mà đồ về bờ được cái vũ khí không lo nha nè. Rồi thả tiếp nè mọi người. Mọc hỏa. Ok. À, tối này đánh xong có quán lên đảo luôn mà, chua quá. Biết xếp bán này như thế nào này. Thấy đánh chưa thấy ok rồi đấy. Thêm 1% thấy khác liền nữa mà. Thêm 1% trong cái gia truyền thấy khác liền nè. Quá chắc luôn. Họ chết nè. Chỗ hổ như chỗ đồ. Đó, mà có một tay nha. Có một tay hổ nha nè. À, mà một tay hổ 540 rồi. Ống 1 rồi. Trời, thủ lý 2 điểm. Vãi đàn. Trời ơi. À, ok. Về. Chạy đi đâu con trai. Ra rồi em ơi, ra hàng rồi em ơi. Chạy đi đâu con trai. Ra hàng liền em ơi. Họ đang hút cái kìa. Rồi, ra hàng. Cuối cùng cũng ra được em ạ. Úi trời ơi. Ok. Bây giờ tìm với bao tay khác họ. Ống ngọt nó lên đảo rồi em ơi. Đây là kháng hỏa ấn 1. Rồi, cuối cùng đã thành công rồi mọi người. Đang định tìm cái bao tay ấn 1 mà không ra rồi mọi người. Giờ có cái ngọc bội luôn nha nè. Xin được luôn, ok luôn. Quá đẹp. Giờ tìm đến bao tay kháng hỏa ấn 1 nha nè. Đó. Ai cho anh em xem đi. Quá đẹp luôn. Anh em 540 sinh lực. Nó thay vào đó, thay vì đang tìm kiếm bao tay thì mình mang cái ngọc bội này. Và đổi ngược lại là cái bao tay kháng hỏa ấn 1 nha nè. Đó, quá tuyệt vời luôn. Ui, ngon. Một ô tay cắn đôi 29, ngon.
thôi. Rap. Rap. Rồi, chưa hết được về hấp về bờ 2 3 món ngon quá. Ôi nè. Đây được cho C. Đây là kháng lôi 29 sinh lực đẹp nè mày, quá đẹp luôn. Đây cho C. Rồi, tiếp tục cái khác cho anh em xem, năm độc này. Nên thả mà hai con à, bỏ cho năm độc anh em xem, năm độc con rừng nữa nè. Có cả một khối dân đơn người. Hai con hỏ, ok. Phù như nè. Phôi nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Phôi nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Dây chiền nè. Rác lụt. Cái 13. Cho xe cho ba nè. Cứ hỏi này nọ. Rồi. Khui này nè mày, đợi bón cái thực cũng tiếp. Nhiều đồ quá. Khui ạ. À. Chậm 20. Chậm 40. Chậm 20. Chậm 20. Chậm 40. Úi xời ơi, một bộ luôn. Quá đẹp luôn. Sa khu đưa trở về sang tân. Trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dư hôn lên. Về bờ một combo làm chậm luôn em ơi. Đây em ơi, bộ tây sinh lực. Trời ơi, bộ tây nam, tây nữ, bộ tây nữ em ơi. Một combo nè, sinh lực cao 80 chậm. Quá đẹp. Chậm 40 phôi nè. Phôi nè. Phôi nè. Cái này khánh rất nhận dịch cho Nguyên nè. Nó chặt rương quá nè. Nguyên này cứ đồ xịn xịn khánh giao dịch qua cho anh em xem. Rồi khải bó cho đỡ chặt rương. Đây nè mời. Này một combo nè mời. 540 sinh lực số 8 nội lực. Và sinh lực 137 nội lực và 540. Đó, đang nói một combo nữa đó. Quá đẹp cho bộ chuẩn năm hành phụ khí thủy luôn. Cho nữ như nè. 140 này khá sai rồi. Đúng, 28, ok, 29. Khá dịch qua cho C 50 cộng nè mà. Bó đồ cho nó rộng rãi nè. Bó đồ xin xin mà bán được tiền thì sẽ bó mà quên như nè. Tiếp tục bói năm độc cho em xem rồi nè mà. Ui. Đó. Rác. 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 Rác luôn. Nhiệt độ lên rồi. Ôi.
cho anh em xem nguyên em ơi, này mọc em ơi. Ui nè, ôi đó, đó may mắn một đó, may mắn một quá gì đó. Ôi nè mày, ôi phun chỗ ai à, tụng những đồ nè mày, kim này, kim có vũ khí nè, cho nên đặt những đồ. Ôi phun nhẹ nhàng em ơi, phun rương kiếm có vũ khí nhưng mà kiếm có vũ khí nha. Đó. Sắp thương 10 điểm, trời ơi, đánh cần đánh lồng nữa. Ui, thầy con họ, ui dòng 2 trời ơi. Thầy dòng 2 nè, vãi đâu. Còn một tay dòng 1, à, ra tay dòng 2, nhưng mà ra tay này còn 6 rồi, không sinh lực. Không sinh lực hơn 6, khai tư cũng sinh lực 9-15 rồi. Nhưng mà không sao được rồi. Đó. Thọ cái nó đứng đứng lòng. Ok, tiếp tục thả tiếp anh em ơi. Anh em theo dõi bắt 89 đừng quên ủng hộ mạnh 200 like nha anh em. Đừng quên ủng hộ mạnh 200 like nha anh em ơi. Bắt này vẫn là 30 con thì duy trì vẫn là khoảng 10 kim nha anh em. Một bắt này tầm khoảng 10 kim nha anh em. Rồi tiếp tục bó cho anh em xem qua em đọc nha. Khoảng 10 kim một bắt anh em ơi. Khoảng gần 700 nghìn một bắt anh em. Anh em xem ủng hộ khải mạnh 200 like nha anh em. Ui rác luôn. Thôi trời ơi không có tóc. Úi xời ơi, tóc đâu. Rác luôn. Trời ơi, có đóng có tóc nữa, về bờ luôn em ơi. Có tóc trời. Đồ. Cây. Rồi qua bố đồ đánh chấn rồi nè mà à, không có tóc vụ thiệt sự. Rồi về rồi nè mà vui nè. Rát nè. Rát nè. Chậm 20 rát nè. Rát nè. Ngọc bòi. Lại về bờ thêm cá ngọc bội nữa em ơi. Được. Về bờ cá ngọc bội 540 em ơi. Được cá ngọc bội em ơi. Tiếp tục được ngang cá ngọc bội đẹp quá. Tiếp tục qua ngực em đọc bói cho em xem này. Đồ này mà đánh thổ. Thổ gì rồi, có cái chuyện không? Không thấy cái chuyện nhiều. Rồi ok, phụ này mà nằm động nhận mớ. Đó. Trộm mang phụ nữa. Không bình. Ôi tục này mày. Hả, mọc kim, ok. Quay năm đọc tiếp tục này. Đọc nhận được 3 món. Này.
Ôi, được 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 được. Áo này có tiền nha. Áo này có tiền nha. Phòng các bạn hả lần. Ok. Áo của hội anh mua. Chúng bằng hơn rồi. Nội lực một ít có tiền. Áo có tiền nha nam. Áo này có tiền 100% nó. Đồng môn bỏ kẹo nó ngay. Áo này có tiền bỏ kẹo ngay luôn. Quá đẹp. Áo này có tiền đó nè. Áo này nở đường môn nhức nách luôn nè. Khấn bình. Đấm kia, nhân dịch. Nhân dịch nhanh nè mà. Áo này có tiền ấy. Đường môn mà chơi, biết chơi đường môn những áo này mà chạy giải nè. Nhanh gọn. Rồi, chúng bạn kia nha nè mời. Bạn này có vẻ ổn, ổn rồi nè mời. Ổn áp, ổn áp, ổn áp. Nhanh 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 nhanh, bố nhanh lên em ơi, đồ nhiều quá. Mấy cái vũ khí luôn rồi. Ui. Đó. 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 Bỏ kim ra, bỏ kim ra. Vũ khí kia, vũ khí mật, nó lâu 20. Dụng 2. Chọn vũ khí kim sát thương, ấn phôi. Được 2 cái phôi nè mà. Phôi nè, phôi nè. Sinh lực cao. Ok, đánh nhạc tiếp rồi mọi. Chủ con kim này rất quá trời đồ luôn. Kích nữa nè. Con kia. Ui. Con này 20. Đó. 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 Con nó gắn động. Đó. Ui, không có tóc nữa mày. Rồi, quẹt năm đậu nữa mày. Thả tiếp hai con nữa nè. Thiếu một tóc anh em ơi, rõ ràng thiếu một tóc. Ok ok, đôi giày này cho ảnh chính khả năng đẹp anh em ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi là thiếu tóc đồ đánh nữa. 3 cây rồi, tối nay 3 cây rồi anh em. Gái nồi. Thiếu cây sức thương rồi, không có tóc đánh anh em ơi. Thiếu một tóc đồ đánh, quên thiếu một tóc di chuyển nữa mày. Đâu, nói chung cũng được, đôi giày đó cũng được, hơn đôi giày khả năng mang rồi, giày khả năng 6 quả liên được nè. Giày khả năng mang 6 quả đói luôn. Nhưng mà nữa cái là đặt tóc. Nhưng mà không sao đâu mày, tầm này có nhất kỹ rồi. Tầm này nhất kỹ rồi nên là 31 là vừa đủ rồi mày, 30 là đủ rồi. Tại vì vừa rồi cái nhất kỹ á. Nhất kỹ thì nó là lên được tóc 20 rồi, nên là 30 là ok rồi mày, 31 vẫn ok rồi. Rồi, nói chung đôi giày đó vẫn sai ok. Hơn đôi giày khả năng ma, đẹp. Nói chung là 1-0 là đẹp. Rồi. Rồi, ui. Chúng là ok, đủ sai. 1. Đâu, không tìm cái tóc không ra. Sao thường có khá nhiều hầu tóc luôn mà. Cái dòng tóc hơi căng. Đó. 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 20 đó. Đó. Xung mạnh 14 kích độ. Xung mạnh 20. Đó.
mặn hoặc các kiểu. Rồi, tiếp tục nè mày. Nhận đồ. Rồi, tiếp tục nha. Nhặt liên tục luôn anh em, anh em thấy bố đồ sướng không? Nhặt liên tục luôn. Ra. Ra. Thổ ra. 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 Trời ơi ngồi bồi. Há ngồi bồi vài đáy thì này phôi đâu mà, ngồi bồi nhìn đẹp thôi chứ nó không bao nhiêu tiền đâu mà. Kháng bênh trên lực lực đẹp vài đáy. Không có kháng cả. Hiếm kháng cả vài. Anh thả tiếp cho anh em xem. Một kim một thủy, ok. À qua năm đọc cho anh em xem này. Bó cái này bó hai ạc bó liên tục nè mà. À, oh, có cái chuyền nha. Có cái chuyền thổ nữ nha. Ui. Đó. 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 Ô, cái chuyền kim ngon. Đó. Thôi, thôi. Cái chuyền này đẹp á. Rồi, nhạc đúng rồi. Cho anh em đọc nhạc à. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Ôi này. Rap này. Ôi, khát đọc 25. Rap này. Rap này, vào tay thử ấy. Ôi, vào tay thử. Chót đó, hát con hỏi có 14 trận. 19-20. Ôi trời ơi, xém bờ bờ nữa. Ôi, xem lục 160. Vãi đàn, được, 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 được. Đâu nhanh 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 hết. Ui 940. Ui xồi ôi rắc rồi mày. Ôi má 1920 ngon nè. Ngọc bòi này ngon nè mày. Sức lực cao vãi. Chuẩn đấm hình cho thiên nhẫn nữ nè. Đai lưng này cái này cắn đọc 25. Một tay ui tay này mà kháng họ 24 thì đẹp tuyệt vời nha mày. Mà làm sao để tìm một tay khác mà cái này làm phôi rồi. Đang tìm một tay thủy kháng họ cao đó mạch nha mày. Mạch phá hình rồi chỉ muốn em đọc bố em xem này. Ui kháng họ dùng cú sinh lực cao nha mày. Đó làm phôi đó nè. Dây này của mình nè. Dây chuyền này cũng được ngắn kim nè. Sinh lực cao cũng được ngắn kim. Đó. Ok, tiếp tục nè mọi. Nhạc hạng. Về. Khui hàm nè. Mới đồ đấm thổ nhạc sâu nè mọi. Ui. Ui, phục hồi 30, hồi 430. Chậm ra. 130 ra. Ra. 130. Tay đâu, tay đâu, tay đây, tay chậm ấy. Chỗ thủ lý 3. 120. 7 nữa. Phôi nữa. Phôi. 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 Rồi, tiếp tục nè mày. Này thổ mà. Thổ chắc hơi sida nè mày.
anh em theo dõi video bắt 89 này, đừng quên ủng hộ Mạnh 200 like ủng hộ Khải nha mọi người. Và kính chúc em một ngày mới vui vẻ và xem video vui vẻ nha em. Nhớ ấn like chia sẻ Mạnh ủng hộ Dũng Khải nha mọi người. Rồi, tiếp tục nè. Ui, con thổ có gì mà có mấy món vậy trời. Ui, có một nhẫn thổ nè mọi người. Đó, còn 10 con cuối cùng nè mọi người. Con cuối cùng. Còn con nào nữa. Hết rồi, còn 10 con cuối cùng nha nè. Khui nè. Ôi, áo được nè mà, áo về tiền nha. Áo về tiền nha. Vậy rác. Nhận rác luôn. Áo về tiền nha. Áo ok nha mà, áo được một ok nha. Nhạc nè mày. Trong hang này thả thêm hai con nữa vừa đẹp ạ. Ui sợ nhiều ạ. Động. Ok, phụ nè mày. Phụ nó mới lại nữa. Rác nè. Các người hóa 5 phôi. Rác nè. Rác nè. Phôi nè. Rác nè. Các người hóa dùng 1 trở rác nè. Xe bang mọc hỏa thổ hả? Quên em đọc cho anh em xem. Cánh lôi 27 phôi nha mọi người. Đó. 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 Rác luôn. Dày phôi. Nóng rác luôn. Nội lực cao. Lục bội nữ phôi. Mấy cái phôi nè mày, mấy cái phôi khăn lôi. Sốt nè. Phôi nè. Phôi nè. Bỏ lên cho xe, cho ác bàn nè. Phôi. À, kích độ thông phát. Phôi nè. Bài chính như nè. Ui nè. Rác nè. Trọng 30. Ui sợ. Rác nè. Rác nè. Rác. Cầu khí trọng 30 nè. Ôi nè. Giật bớt qua nè mày, để chọc rương nè mày. Bói đồ cho nó sướng nè. Bát này khá ok ấy. Này biết cảm giác ok đó nè. Rồi, cho nó rộng rãi, bói đồ cho nó sướng nè. Ok.
gần xưa, ông kim tranh vùng bò lâu, vượt ngàn dân xa với chi trai tung hoành thiên hạ. Này, chờ đợi con thố này, con thố hơi lâu ạ. Này con thố nó chủ yếu kiếm áp phục hồi thố nó đẹp lắm mà. Thì chị không thấy à. Gì thì không thấy à. Không có phục hồi. Cái khu dân sức là đâu đây mới cầm một khối sát thương mà không có tóc buồn gơ này mà giờ tiếp tục tạo mấy con tiếp theo này. Hai con thủy kiếm cầm một khối chó kháng hỏa này hai thủy nhẹ cái mọi ui sợi có một khối nha có một khối nha mặc nhẹ tiếp mọi có một khối nè ba cái một khối nha bốn nhân để dính mình nó nữa ôi 25-30 25-40 là về bờ luôn rồi em đó là hồng hồi bình sát đó hồi đồng bọc ôi đó là lưng hồi đồng bọc đẹp dạng hồng cái đá lưng đó thành bao tây là đẹp rồi đó nó 23-30 rồi mà đây lưng hướng hỏa đẹp đây mày 23 sinh lực cao anh em đọc bói cho anh em xem đọc anh em rương đồ lên đây chón dòng cuối ui đó. Đó. Ui chón này dòng cuối cũng mua nữa nè bình sắc rắc luôn không có chó nữa mày rắc luôn thôi nhẹ luôn mày hổ con này hổ không bó nhanh lên đây mày mọc chết rồi này chắc hoàng thủng lấy một điểm đây này mà lấy một điểm trời ơi rác này chậm 30 rác này chậm 20 rác này chậm 20 nó đủ cho còn chậm 20 mà sát thương thôi rác này rác này chậm 40 đâu rác luôn trời ơi còn chậm 30 không thôi này mà thôi này thôi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi, ok này mọi người, coi đó cái gì đây. Đó là nó nữ 25-30 này mà, cái này 25-40 là nó 1 rồi. 25-30 bực cơ này mà. Nó 19, nó 30, nó nữ nó 30 được nè. Đó này. Đó này.
đó. Rồi Hello 11, Hello 19. Hai con cuối cùng nè mày. Rồi, bắt này là hai con cuối cùng của tạm dừng rồi. Kim, Mộc. Qua đêm đọc cho em xem, đêm đọc có hai con, có hai món đồ. Gì nè. Phôi. Rất. Phôi sinh lực cao nè mày. Rồi hai con cuối cùng nha mọi, kết thúc bắt 89. Chúng ta cùng chờ đợi xem thử liệu bắt 89 này sẽ có gì siêu phẩm không nha, và thu lại những vật phẩm gì. Khải sẽ làm một video tổng cho anh em xem nha. Ok, hai con cuối cùng. Kim, kim, có một khuyết kim nha. Ui nè mày. Hai rương đồ nha nè mày. Một rương này, một rương đem độc nữa. Xem thử thu hoạch muốn gì cho anh em xem nha nè mày. Đây nè mày, ở bát 89 thì thu được ít đồ như sau nè nè mày. Đầu tiên là một cái kháng hỏa họ chó dòng 1 chó 40 cái này đẹp nè mày. Còn kháng hỏa thì thấp, cái này kháng hỏa 24 đẹp nè mày. Khải đang tìm vào thay kháng hỏa tầm nhìn thế này đúng không? 24 mà không có nè mày. Rồi ok. Cái này thì không có giá nè mày, cái này chắc là đỡ mang tạm nè. Rồi một cây một khuyết kháng lôi 30, cái này chắc bán được 2,5 kim nè. 2,5 kim cái này nha. Ra bán 2,5 chiếc bay nốt nhạc luôn. Hồi chiều gọi máu bán cây. Hồi một tay lâm chậm 40. Cây này bán chắc được khoảng 2 kim nữa mà. Sinh lực lực đẹp cũng khá đẹp. Chuẩn năm hành hỏa, chuẩn năm hành thủy. Bao tay hỏa. Rồi một cây bao tay khoảng 29. Sinh lực 113. Cũng khá là chắc, bao tay này cũng được 2 kim đây. Rồi cái này 2 kim. 2 kim đây. Rồi chó này được 5 kim. Giá chiều này khoảng 5 kim nữa, 6 kim, 7 kim. Còn bò này 540 đồng 1 thì bò này bán chứng được 3 kim thôi mà. Bèo lắm được 3 kim, 10 kim. Đó, nhưng mà sao được 10 kim rồi ấy. Rồi, bò này loa này cho xe. Bò này 1 này, cái này là cũng được khoảng trung bình 3 kim rồi đây, 13 kim. Cái này Khải xài nè mà. Cái này Khải sẽ xài nhưng không bán nha. Rồi, bò này cho 13 kim rồi. Đôi giày này cũng khá tương đối nè mà. Đặt, nói chung là đôi giày này chỉ bán cũng được 8 kim thôi mà. 14 kim. Nhưng mà đôi giày này Khải xài nè mà, không bán nha. Rồi, cái này cho xe. Này cho xe. Này bán chúng được 500 xu nữa mà, 14,5 kim. Áo này bèo lắm được hơn 3 kim. Đó, bát này khá là thu hoạch, khá là tốt nữa mà. Áo này bèo lắm hơn 3 kim nữa mà.
gần 17 kg rồi đó. Hiện tại xem vào đồ nó rất là hiếm luôn, mới ra hơn 1 tháng rồi, đồ nó rất là hiếm. Này là bắt thứ 5 thứ 6 rồi, hàng mới đánh nhận xem vào này thôi. Hàng áo này khá đẹp cho đường môn này, đường môn là thiếu lâm này, đường môn nữ này, thiếu lâm đường môn nữ luôn. Là nó khoảng lâu 30 chắc được 500 xu, nó khoảng lâu 30, chung là nó khoảng lâu 30 500 xu khoảng tầm 250 đến 300 giảm nữa, 300 giảm nó. Nón này 25-30, đột nón này mà 25-40 nè. Có thể nói là về bờ nón này hơn chục kim nè. Thiệt sự hơn chục kim nè, mà nó đang cái 30 chó nè, hơi phẹn nè. Rồi 140, này cũng được 3, này cũng được 4 kim, 5 kim, bèo lắm được 5 kim sinh lực cao. Nói chung là bắt 89 này, nói chung là về bờ thành công nè mọi người. Bắt 89 này là về bờ thành công. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên đổ lại cho Khảo like, xin ủng hộ cho nè mọi người. Cảm ơn em một ngày mới vui vẻ nha.